một khu vườn rộng tới 2.000 m2, ngay giữa vùng đất là cái nôi của nghề trồng hoa cây cảnh. Nhưng chủ nhân của khu vườn lại chọn một hướng đi riêng biệt cho mình khi tự tay uốn nắn, tạo tán cho các cây tùng La Hán bonsai. Là nơi để anh thỏa sức đam mê tạo tác cho loại cây cảnh này. Và chúng cũng rất thích hợp để những ai có không gian sinh sống khiêm tốn vẫn có thể tận hưởng niềm đam mê. Ở khu đất trước và sau ngôi nhà mà anh Nguyễn Văn Khuê đang sinh sống, có tới cả nghìn gốc tùng La Hán bonsai như thế này. Đây vừa là nơi trưng bày và cũng là nơi mà chính anh và các nhân công của mình tỉa tót, uốn nắn, tạo tán cho từng gốc tùng bonsai. Cây bé có chiều cao khoảng 50-80cm, cây to có thể cao đến 1,5 hoặc 2m. Chào anh Khuê ạ. Chào em. Hôm nay rất là vui khi mà là có dịp đến đây để tham quan một cái vườn tùng La Hán bonsai của anh ạ. Rất là độc đáo bởi vì là cũng chưa có cơ hội đến thăm một cái khu vườn như thế này tương tự đâu ạ. Thực ra là cái vườn tùng ở khu vực này thì gần như là người ta không làm. Cái chỉ có vườn nhà anh làm. Còn làm cái tùng nó rất mất thời gian. Nó phải mất rất nhiều năm. Nên dân ở đây chủ yếu trồng là hoa cây cảnh các loại. Các cây ngắn ngày đấy. Có thể là vài tháng, 1-2 năm. Những cây tùng này mà muốn làm được thì nó phải mất vài chục năm để mới được một tác phẩm đẹp. Vâng, ở đây em thấy là khu vườn của mình rất là rộng ấy ạ. Không biết là mình đang làm cây tùng bonsai trên diện tích bao nhiêu và anh có nhớ là trong vườn có bao nhiêu đầu cây không ạ? Đây anh làm trên diện tích khoảng độ 2.000 mét. Trong nếu tổng thể cây đầu cây nó chắc khoảng độ 2.000. Khoảng anh làm cây tùng bonsai lâu chưa ạ? Này được vài chục năm rồi em ạ. Cái cơ duyên như thế nào để đưa anh đến với nghề? Cơ duyên thì trước đó thì mình cũng kinh doanh cái cây cảnh của miền Nam và cây cảnh Trung Quốc về. Tức là mình tự dưng mình cảm giác mình thích. Cái thứ hai là khi thì trước thì người ta nói là trong cái phong thủy chấn trạch ấy, thì cái tùng La Hán là đứng đầu trong cái chấn trạch phong thủy. Nên là bạn thấy tất cả các cái nơi mà chẳng hạn là các cái biệt thự của các tư gia hoặc là các cái khu đình chùa người ta rất là hay trồng vì nó mang cái ý nghĩa chấn trạch rất nhiều. Nó không như các cây khác. Mình thấy nó cái ý nghĩa chút thì mình thích thì mình làm thôi. Ở đây thì em thấy là có rất là nhiều cây với những cái dáng thế khác nhau, anh có thể giới thiệu qua một chút ạ? Thì cái cây cảnh bonsai này thì là mình làm nó không theo cái khuôn mẫu nào cả, bởi vì nó theo cái dáng thế tự nhiên của cây, làm từ bé nhưng mỗi cây một vẻ chứ nó không cây nào giống cây nào. Nên là những cây này thì là người ta gọi là trực niên chi. Thế còn có những cây này tay này, một tay dài, tay ngắn, tay ở dưới nó phóng ra xa thì gọi là trực hoành. Chẳng hạn như là những cây này thì gọi là như cây này gọi là ngư long bản trà đấy. Hoặc là những cây bonsai nhỏ đấy, thì mỗi cây một dáng một vẻ, không cây nào giống cây nào cả. Tùng La Hán không phải là loại cây mới lạ tại Việt Nam. Thú chơi loài cây này đã có từ xa xưa, từ thời cha ông ta để lại. Đa phần các cây tùng La Hán đều được lấy về từ tự nhiên, được người thợ làm cây, cắt tỉa để tạo cho bộ tán lá được gọn gàng, đẹp mắt. Thế nhưng vì quá yêu thích hình dáng của cây cảnh bonsai, từ nhiều năm nay, anh Khuê đã dấn thân vào việc biến những cây tùng La Hán với giá trị chưa cao thành cây tùng La Hán bonsai. Từ đó, giá trị kinh tế mà anh thu về cũng cao gấp nhiều lần. Cây tùng bonsai thì cái giá trị nó cao hơn. Còn nếu như mà trên một cái diện tích đất nào đó mà mình trồng một cây bình thường thì không được bao tiền. Nhưng mà cây tùng bonsai thì nó giá trị nó cao hơn rất nhiều so với những cây khác. Ví dụ như một cây này mà nó to, cái cây to như nhau đấy, cái độ gốc nó to như nhau. Mà nếu mà em bán hàng sổng, hàng tự nhiên, dân nghề bọn anh hay gọi là hàng sổng đấy, thế khi nó được 1 triệu, nhưng mà em làm từ bé mà nó gốc to như vậy rồi thì em bán có thể được 20 triệu. Anh Khuê chia sẻ, có hai cách để làm ra những cây tùng La Hán bonsai như thế này. Đó là uốn cây tùng theo cách tự nhiên hoặc uốn cây tùng theo phương pháp vê bổ. Với tùng La Hán bonsai được uốn tự nhiên, người làm cây sẽ tận dụng sự phát triển tự nhiên của cây, chủ yếu bằng cách cắt tỉa cành lá, uốn nắn nhẹ nhàng các cành lớn để hướng chúng theo ý muốn. Thế nên cây tùng La Hán bonsai uốn tự nhiên thường có dáng vẻ mềm mại, tự nhiên, gần gũi với hình thái của cây trong tự nhiên.
Chỉ có điều, quá trình tạo dáng thường diễn ra chậm rãi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh tế của người làm cây. Tức là cây lớn đến đâu sẽ uốn đến đó. Cây này, tác phẩm cây này anh làm thời gian cũng rất là lâu rồi, nó cũng vài chục năm rồi. Thế thì cây này là của anh làm từ bé, nên hàng làm từ bé không vê bổ. Nên tất cả các cái điểm cong lượn này của nó thì nó rất là về thân, người ta gọi về thân mình chép ấy. Nhưng mặt này rất là dày, nhưng mặt này rất là mỏng. Thế thì muốn làm được một tác phẩm đẹp này thì cái bắt buộc đầu tiên là phải làm từ ngày bé. Thì khi em làm bé như này thì khi lớn lên bắt đầu nó càng già thì nó càng về thân ra. Còn nếu như mà làm lớn rồi mà cắt giật thì nó lại không có vẻ thân nữa. Và cái cây thì khi mình làm từ bé thì em nhìn thấy các cái đường chạy cây nó rất là tự nhiên. Nó, một cây nó hoàn hảo, nó rất là tự nhiên. Còn với tùng la hán bonsai vê bổ, người làm cây sẽ chủ động tác động vào cây bằng cách cắt tỉa mạnh, uốn nắn các cành, thậm chí là tạo ra các vết thương để kích thích cây ra rễ phụ, tạo dáng theo ý muốn. Kéo theo đó, quá trình tạo dáng thường diễn ra nhanh hơn so với uốn tự nhiên, nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao và sự chăm sóc tỉ mỉ. Nếu không, cây sẽ dễ gặp phải các sự cố và có thể dẫn đến chết cây. Khi mà mình làm hàng vê bổ ấy, thì nó sẽ các cái điểm vẻ nó không có, và sau khi mình bóc các cái vệt vê bổ ra em thấy không? Thì nó sẽ liền thành những cái sẹo này, thấy không? Thì nhìn nó sẽ mất thẩm mỹ cho cây hơn đúng không ạ? Thứ nhất là mất thẩm mỹ cho cây hơn, thứ hai là trong cái trường hợp mà gió thì nó sẽ bị gãy, để hàng vê bổ thì ta vê vào hết cái thân gỗ này rồi, nó chỉ bám được một tí da ở ngoài thôi. Thế nếu mà gió mà to cái thì nó sẽ vặn nó gãy. Nên cái hàng vê bổ là cái thứ hai, là khi người chơi mua về mà không chăm được kỹ như nhà vườn thì nó rất hay bị chết tay, nó bỏ tay. Vì cái anh nói ví dụ như này nhá, thế anh muốn tại sao phải vê bổ này, vì cái thân nó thẳng lên, cây tự nhiên đúng không? Thế thì em muốn cái thân nó chạy thì phải cắt chữ V vào này, cắt chữ V vào thân này này, thì em mới vít được nó xuống. Thế thì khi đó thì cái thân gỗ này nó không, nó là mất hết rồi. Nó chỉ khi em làm nó một năm thì bắt đầu nó niền ra đấy, em nhìn thấy không? Đây, nó niền ra, nó ra sùi này, nó sùi ra đấy, thì nó chỉ bám một tí ra thôi. Chứ còn cái bản chất gỗ là nó cắt đứt rồi. Nên nếu như trường hợp mà gặp gió dông là rất hay gãy. Nếu như cây dài mà gặp gió dông rất hay gãy, vì gió nó vật đi. Như vậy có thể thấy rằng là đương nhiên những cái cây mà được chúng ta trồng từ nhỏ cho tới lớn thì thứ nhất là vừa đẹp hơn, khỏe hơn này, mà lại vừa có cái giá trị kinh tế cao hơn nữa. Tuy nhiên là không phải ai cũng có thể theo sát một cái cây với cái tuổi đời mấy chục năm như thế anh nhỉ? Đúng rồi. Cái hàng vê bổ này thì nó khác cái hàng không vê bổ. Thì hàng không vê bổ này em phải gắn bó cây rất là lâu, có thể vài chục năm được một tác phẩm. Những hàng vê bổ này thì em đi có thể mua những cái cây ở người ta trồng, nhà dân người ta trồng bình thường đó, về người ta cắt vê bổ cái thành cây đẹp luôn. Thế thì người ta cái thời gian nó rất là ngắn, có thể là năm, những cây này mới vê bổ được năm thì đã có thể bán được rồi. Vì những cây này là mình, những cây như dân làm cây bọn anh thì cái từ nôm hay dùng là cây tùng sổng. Cái này trồng khắp các hàng rào, hàng liếc để các cây ruộng đấy. Thế thì nó cây nó thẳng đứng lên này. Thế thì nếu mà mình muốn vê bổ thì đấy, chính vì cái vê bổ đó thì người ta phải vê bổ để người ta lấy cái đường, nó cây nó chạy theo cái mong muốn của người ta. Người ta đã hiểu nhiều về cây là người ta không thích chơi những cây vê bổ ở chỗ đó. Bởi vì còn những cây mà mình không vê bổ thì chơi càng lâu nó càng giá trị. Vì đã là cây cảnh thì đã chơi về cái thời gian rất là nhiều. Cái hình thể cây này, cái dáng thế cây này, nhưng mà cái thời gian đó thì vẫn là một cái dáng thế gây đó, nhưng cái thời gian nó khác nhau thì giá trị khác nhau rất nhiều. Mỗi tác phẩm tùng la hán bonsai mà anh Khuê làm ra đều trông như những bức tranh phong cảnh sống động. Mỗi đường nét uốn lượn của rễ, thân, cành đều được anh tỉ mỉ chăm chút và biến chúng thành những tác phẩm độc đáo. Sau nhiều năm gắn bó với nghề làm cây tùng la hán bonsai, anh Khuê đã khẳng định được tên tuổi của mình trong giới yêu cây cảnh. Các tác phẩm của anh được thị trường đón nhận. Thông thường, gần như ngày nào cũng có những vị khách đến thăm thú tìm mua cây tùng la hán bonsai như thế này. Tôi làm cái tùng bonsai này, tùng bonsai nhỏ thì hướng đi của mình sau rồi sẽ rất nhiều người, cái diện tích đất người ta có hạn đấy, người ta vẫn có thể mua được một cây tùng nhỏ về để chơi. Còn nếu những cây to thì diện tích đất rất là phải rộng, mà đất ở mình thì các bạn biết rồi, các khu đô thị là rất là chật chội,
nên mình muốn là rất nhiều người chơi thì mình chọn cái hướng đi thôi. Thế còn mỗi người làm cái bonsai thì nó có một cái tôn chỉ riêng của người ta. Tùng la hán bonsai không chỉ dành riêng cho những người sành chơi, mà loại cây này có thể phù hợp với nhiều đối tượng người chơi khác nhau. Với vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc, cây tùng la hán có thể chinh phục bất kỳ ai, từ những người yêu thích sự đơn giản, tinh tế, đến những người đam mê nghệ thuật. Chủ yếu là bán trực tiếp tại vườn, nhưng mà các địa phương, cũng nhiều địa phương cũng có thể từ Quảng Ninh, để Thái Nguyên, thậm chí có những bạn ở trong Sài Gòn đã mua mình rồi. Thế thì cái cây nó, cái cây cảnh đẹp kỹ thì thường người ta sẽ đến trực tiếp người ta mua, chứ người ta không mua qua mạng. Vì khi đến trực tiếp thì người ta mới nhìn thấy các cái nét đẹp của cây đấy, các cái đường chạy của cây, các cái điểm lượn của cây và các cái điểm thân nó về nó đắc thế nào thì người ta mới nhìn rõ được. Còn khi trên ảnh thì người ta chỉ nhìn được một cái nó rất là chung chung. Tùng la hán bonsai, một tác phẩm nghệ thuật đa dạng và linh hoạt, phù hợp với mọi không gian và mọi đối tượng. Dù quý vị muốn tạo một góc xanh mát cho căn hộ nhỏ hay muốn sở hữu một tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho không gian làm việc, tùng la hán bonsai đều có thể đáp ứng. Tùng la hán bonsai chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những người khó tính nhất. Thế thì nó phụ thuộc vào cái không gian của nhà bạn. Thế nếu như không gian của nhà bạn rộng thì bạn có thể chơi 5 cây, 7 cây, 10 cây hoặc là đắp một cái đồi tùng trước cửa nhà. Còn nếu không gian của bạn mà chật chội thì bạn chỉ chơi một cây thôi. Nên cái nó không nhất thiết là phải chơi bao nhiêu cây. Cũng như các cái dáng thế thì những cây này thì là những cây là trực quân tử. Thế còn những cây kia là ngư nông bàn trà hay là những cây dáng nông, dáng não ấy. Hoặc là những cây trực hoành, những cây đây nó những cây trực hoành ấy, thì bạn có thể theo cái sở thích của mình. Và những cây bonsai mini, những cây bonsai mini nó vậy, thì mỗi cây nó một dáng một vẻ. Và cái đó là nghệ thuật thì theo cái sở thích của từng người. Để người ta thích cây nào thì dáng thế nào thì nó sẽ chơi dáng thế đó. Những cây cây nhỏ mini này này, dáng huyền chi đảo địa đấy, em thấy cái cổ nó rất là phá thế. Thì nó phải có, nhưng muốn được như vậy thì nó phải có một cái thời gian rất là lâu. Thì nó cây nó phá thế ra nữa thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Thế còn tới bàn tay con người ta thì nó chỉ định hình được thôi. Chứ còn những cái mà nó phá thế, các cái cổ kia nó, các cái cổ kia thì đó là do tự cây nó phát triển lên rất là nhiều. Còn con người thì nó chỉ tác động về cái định hướng mình muốn hình hài nào thì nó như vậy. Em để ý có một cái điểm chung, đó là những cây mà cái kích thước nhỏ thì anh lại thường là anh bóc cái phần lũa ở thân cây ra, đúng không ạ? Ra thì tôi muốn là làm những cái bóc cái phần lũa để cho cây nó cổ kính, nó già nua đấy, nó cổ kính. Vì những cây bé, cây to mà bị lũa như thế thì gió nó hay gãy. Nên tôi không bóc cây to mà chỉ bóc những cây bé để trong nó thể hiện cái già nua. Và gió nó cũng không gãy, nó đảm bảo cây. Và khi mà một cái cây trông nó có vẻ như là tuổi đời lớn thì nhìn cái cảm quan của mình cũng thích hơn, cũng như là cái giá trị nó có tăng thêm không ạ? Cây này tuổi đời càng cao thì giá trị càng cao, bởi vì cái cây cảnh nó có hai vấn giá trị ở hai thứ, một là nghệ thuật cây, hai là thời gian mình chơi bao nhiêu năm. Bạn chơi, các bạn chơi mà thêm độ 20 năm nữa thì cây này khi nó bán giá trị lại thêm rất nhiều lần. Đặc biệt, việc chăm sóc cây tùng la hán bonsai lại quá đơn giản. Người chơi chỉ cần tưới nước đủ ẩm cho cây hàng ngày và hàng năm cắt tỉa để bộ tán cây luôn vào form thật đẹp. Nếu như mà trung bình thì một năm cắt tỉa lần là đẹp nhất, thì với vào tầm tháng 8 âm lịch, thì các bạn cắt tỉa tầm tháng 8 âm lịch thì đến Tết nó sẽ bật nộc, mà nó, cây nó bật nộc kín hết. Thế còn thì nó cái lá nó xanh, nó không nhìn thấy cái vệt đen đầu như này đấy. Thì cái tháng 8 âm lịch là Tết là bạn chơi rất là đẹp. Nghề tạo dáng cây tùng la hán bonsai cũng thật lắm công phu, bởi đặc tính của loài cây này là phát triển chậm, nên thông thường người làm nghề phải mất tới vài ba năm, thậm chí hàng chục năm mới có thể hoàn thiện được một tác phẩm theo đúng thời gian sinh trưởng thực tế của cây. Đây là lý do khiến tùng la hán bonsai có giá trị cao và được người yêu cây cảnh luôn săn đón.